Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người, việc khám phá, giải trình và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá và luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy theo dõi video. Quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021, tức ngày 24 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021, từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lý Hỏa. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn
hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng 2 âm lịch. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tam đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Cho nên họ cần tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với những người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm của gia đình, cùng các thành viên trong gia đình gia tăng tình cảm hơn nữa. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, vận trình của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 khởi sắc trên mọi phương diện. Bạn sẽ đạt được những bước tiến đột phá trong sự nghiệp. Đó không phải may mắn mà là sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh trong thời gian qua. Sự nghiệp phát triển rực rỡ làm cho tài chính cũng tăng lên chóng mặt. Tuy nhiên, quý gia chủ sẽ phải chi tiêu một số tiền không nhỏ, có thể cho việc mua nhà đất hoặc khám chữa bệnh. Tân âm kim gặp Sửu âm thổ là tuyệt thần, nhất là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Quý Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch, người tuổi Quý Sửu sẽ có những bước tiến đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Hơn nữa, những người tuổi Quý Sửu vốn là người tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Không những vậy, kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Tài lộc của tuổi Quý Sửu. Sự nghiệp sẽ mang lại cho bạn tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, bạn vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít. Hơn nữa tuổi Quý Sửu vốn là người biết cân thu chi, không tiêu pha, hoang đàng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Trong thời gian này, bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác với thêm nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại,
để tăng thêm tài lộc vào tháng này, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Quý Sửu. Tháng này, vận trình tình duyên của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên thận trọng, trân trọng những người bên cạnh, đừng cơm mới nới cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, trong tháng 2 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. May mắn trong tháng này, bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa. Những người trước nay vẫn thân thiết, có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu. Trong tháng này, người tuổi Quý Sửu cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, bạn cũng sẽ cảm nhận thấy một số cơn đau đầu nhẹ. Nguyên nhân cũng do chính việc này mà ra. Cho nên, bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít hơn, có cơ hội. Ngoài ra, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp dụng từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn ngủ đủ giấc, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, bạn cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ tuổi Quý Sửu nên mang bên mình Minh Quang Pháp Bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến quý anh chị vận trình tử vi của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.